Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Theo số liệu của Cục Thống kê Hưng Yên, lũy kế từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng tỉnh Hưng Yên đã phát hiện 31 vụ vi phạm môi trường, đã xử lý 20 vụ với tổng số tiền xử phạt là 300 triệu đồng. Riêng từ ngày 16 tháng 6 năm 2024 đến ngày 15 tháng 7 năm 2024, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên phát hiện 2 vụ vi phạm môi trường, giảm 7 vụ so với tháng trước và giảm 13 vụ so với cùng kỳ năm trước. Trong đó có 1 vụ về khai thác tài nguyên khoáng sản, cát và 1 vụ về động vật hoang dã. Nguyên nhân xử phạt chủ yếu về hành vi quản lý chất thải nguy hại, xả thải vượt quá tiêu chuẩn, quy chuẩn ra môi trường, tiếp nhận chất thải rắn không đúng quy định, khai thác cát trái phép, an toàn vệ sinh thực phẩm. Lãnh đạo Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư, cơ quan chủ trì thực hiện dịch vụ công này trên VNEID, ước tính khi thực hiện thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp qua VNEID, mỗi người dân tiết kiệm được 5.000 đồng chi phí, đề nghị cấp thêm phiếu lý lịch tư pháp và khoảng 10.000 đồng tiền xăng xe đi lại và công sức chờ đợi, 150.000 đồng tiền lương trung bình nửa ngày công của người dân. Như vậy, việc cấp phiếu lý lịch tư pháp qua VNEID tiết kiệm hàng tỷ đồng chi phí của xã hội. Với người dân có nhu cầu, đều có thể thực hiện đề nghị cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNEID. Thượng tá Nguyễn Thành Vĩnh, Giám đốc Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư cho biết, theo thống kê, hàng năm cả nước có khoảng 2,6 triệu hồ sơ đề nghị cấp phiếu lý lịch tư pháp. Nếu tất cả công dân đều thực hiện trên ứng dụng VNEID thì sẽ tiết kiệm khoảng 429 tỷ đồng cho xã hội. Cũng theo Thượng tá Nguyễn Thành Vĩnh, công dân thực hiện đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNEID thay vì phải đến trực tiếp bộ phận một cửa của các cấp. Thủ tục thực hiện đăng ký nhanh chóng, không phải tải lên các loại giấy tờ chứng minh các thông tin đã có trong các cơ sở dữ liệu, tự động điền vào các biểu mẫu. Việc xác minh của cán bộ, các đơn vị liên quan trong tra cứu thông tin án tích trả kết quả cho công dân nhanh chóng, hiệu quả trên phần mềm tự động thay vì xác minh bằng văn bản giấy tờ giúp rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ. Việc cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNEID là một minh chứng cho sự quyết liệt sáng tạo và hiệu quả của công tác cải cách hành chính thúc đẩy chính phủ số hiện nay. Với bước tiến quan trọng trong việc cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNEID nhằm thúc đẩy chuyển đổi số, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bền vững. Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư là một trong những gương mặt tiêu biểu trong hạng mục Cơ quan Nhà nước chuyển đổi số mùa thứ 7 của Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam năm 2024. Công an tỉnh Lai Châu thông tin, cơ quan cảnh sát điều tra vừa quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam Nguyễn Hồng Tươi, sinh năm 1983, trú tại tổ 16, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Cùng ngày, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Lai Châu đã quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bổ sung đối với bị can Trịnh Thị Kim Nhung, sinh năm 1976, trú tại tổ 8, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu về hành vi giả mạo trong công tác. Hiện bị can Trịnh Thị Kim Nhung đang bị tạm giữ hình sự vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Qua điều tra, lực lượng công an xác định Nhung nguyên là cán bộ văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu, Tươi là công chứng viên phòng công chứng số 1 Lai Châu. Việc khởi tố hai bị can là kết quả mở rộng điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn phù phép tẩy xóa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người dân có nhu cầu đổi giấy mới và chỉnh sửa thông tin trên phần mềm Vlist mà đơn vị này điều tra hồi tháng 10 năm 2013. Quá trình điều tra mở rộng xác định Nguyễn Hồng Tươi là công chứng viên phòng công chứng số 1 tỉnh Lai Châu. Trong quá trình thực thi nhiệm vụ hồi tháng 9 và tháng 10 năm 2023, với các hợp đồng giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất, Tươi đã không thực hiện đúng quy định luật công chứng và quy chế quản lý, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực các hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Cụ thể, Tươi đã không khai thác, kiểm tra, tình trạng ngăn chặn và kiểm tra các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã giao dịch của khách hàng, gián tiếp tạo điều kiện cho bị can Trịnh Thị Kim Nhung thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt 400 triệu đồng của một bị hại ở thành phố Lai Châu. Với hành vi lừa đảo của Trịnh Thị Kim Nhung, cơ quan điều tra xác định cuối tháng 10 năm 2023, người này công tác tại Văn phòng Đăng ký Đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu do nợ nần, thua lỗ đầu tư, tiền điện tử nên chỉnh sửa thông tin trên sổ đỏ của người dân muốn cấp đổi sang tên mình bằng thủ đoạn dùng dao lam cạo chữ in trên sổ rồi in đè thông tin của mình lên. Thậm chí, Nhung vào phần mềm Vlist
phần mềm xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất để chỉnh sửa thông tin cho khớp với bản cứng sổ đỏ. Khi đã hoàn thành thủ đoạn phù phép, Nhung gọi môi giới bất động sản để tìm người chuyển nhượng giá rẻ. Trong tháng 10 năm 2023, có 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được chuyển nhượng, Nhung chiếm đoạt hơn 3,2 tỷ đồng và dùng trả nợ nạp vào tài khoản tiền điện tử. Trịnh Thị Kim Nhung cũng khai nhận đã tiến hành công chứng 6 hợp đồng ở 2 đơn vị công chứng. Các công chứng viên không kiểm tra giấy chứng nhận quyền sử dụng đất kỹ càng nên không biết thông tin đã bị tẩy xóa, chỉnh sửa. Sau đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lai Châu đã ra quyết định tạm giữ hình sự Trịnh Thị Kim Nhung về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị khởi tố ngày 11 tháng 11 năm 2023. Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Lai Châu điều tra mở rộng. Tại cơ quan công an, đối tượng đốt cây xăng ở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa khai bị nghiện ma túy nặng, đồng thời do buồn chuyện gia đình và thường xuyên cãi nhau với cha mẹ. Sáng 31 tháng 7, đại diện công an thành phố Nha Trang cho biết đã tạm giữ hình sự Hồ Liêu Châu, 29 tuổi, ở xã Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang để điều tra và xử lý theo quy định pháp luật. Châu là đối tượng đã châm lửa đốt cây xăng khu vực Mã Vòng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Theo điều tra, khoảng 13 giờ 25 phút ngày 30 tháng 7, Châu lái xe máy đến cửa hàng xăng số 2 của công ty xăng dầu Phú Khánh tại khu vực Mã Vòng mua 5 lít xăng đem về khu máy nước, phường Phước Tân, thành phố Nha Trang để xăng chiết ra chai thủy tinh. Sau đó, đối tượng này đi xe máy đến trước nhà số 50 đường Lý Tự Trọng, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang đốt, ném chai xăng vào nhà rồi bỏ chạy. Ngay sau đó, Châu tiếp tục di chuyển đến đầu đường Lý Tự Trọng, đốt và ném một chai xăng vào biển quảng cáo gây cháy. Sau khi liên tiếp gây ra hai vụ việc trên, Châu tiếp tục điều khiển xe máy trở lại cửa hàng xăng dầu số 2 của công ty xăng dầu Phú Khánh tại khu vực Mã Vòng, lấy chai nhựa đựng xăng tưới xuống đất rồi châm lửa đốt, làm cháy trụ đổ xăng số 5 và khu vực xung quanh rồi bỏ chạy. Phát hiện sự việc, nhân viên cây xăng đã dùng bình chữa cháy mini nhanh chóng dập tắt đám cháy. Nhận được tin báo, công an thành phố Nha Trang đã tổ chức lực lượng vây bắt được Châu khi nghi phạm này lẩn trốn tại một căn nhà ở khu máy nước, phường Phước Tân, thành phố Nha Trang. Do bị bỏng hai bàn chân sau khi phóng hỏa, công an đã đưa Châu tới bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa tiến hành sơ cứu, băng bó vết thương. Tại cơ quan công an, Châu khai nhận nghiện ngập ma túy nặng, đồng thời buồn chuyện gia đình và thường xuyên cãi nhau với cha mẹ. Công an thành phố Nha Trang đã tiến hành test nhanh, kết quả phát hiện Châu dương tính với ma túy. Ngoài thiệt hại tại cây xăng số 2 Mã Vòng ở nhà số 50 Lý Tự Trọng, vụ hỏa hoạn đã làm một bộ máy vi tính, một máy cắt laser cùng nhiều dụng cụ khác hư hỏng. Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục điều tra làm rõ động cơ 3 nghi phạm người Trung Quốc giết tài xế cướp taxi ở Quảng Ngãi, trốn chạy ra đến Quảng Bình thì bị bắt giữ. Việc di lý 3 nghi phạm từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi vào tối 29 tháng 7. Bước đầu, công an tỉnh Quảng Ngãi lấy lời khai 3 nghi phạm Hoàng Di Trang 18 tuổi, Lâu Si Jun 16 tuổi và Gang Jing 17 tuổi khai nhận việc đã sát hại tài xế và cướp taxi. Cả 3 nghi phạm khai rằng do cuộc sống ở Trung Quốc gặp khó khăn và được môi giới giới thiệu qua Việt Nam kiếm việc làm nên khi qua Việt Nam cả 3 thuê taxi để di chuyển. Tuy nhiên trong quá trình di chuyển, do không liên lạc được với người môi giới việc làm, cả 3 lo sợ bị bán qua Campuchia nên đã ra tay sát hại tài xế taxi, cướp xe quay ngược trở lại với mục đích quay trở về Trung Quốc. Trước đó, rạng sáng 28 tháng 7, người dân phát hiện một người đàn ông nằm bất động bên lề đường quốc lộ 1A, đoạn qua thôn Tú Sơn 1, huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi. Nhận được tin báo, công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp công an huyện Mộ Đức khám nghiệm hiện trường, kiểm tra người đàn ông không có giấy tờ tùy thân, xác định nạn nhân trên 40 tuổi. Tử vong vài giờ trước, từ các camera dọc tuyến quốc lộ, lực lượng cảnh sát hình sự nghi vấn vụ án do người ngoài tỉnh gây ra nên tập trung truy xét, liên hệ cảnh sát giao thông các tỉnh truy tìm nhóm nghi phạm. Đến khoảng 8 giờ ngày 28 tháng 7, tổ tuần tra của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Bình đang làm nhiệm vụ trên quốc lộ 1A thuộc địa phận phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn thì phát hiện xe ô tô Mai Linh taxi loại 5 chỗ mang biển kiểm soát 14A 32545 đang lưu thông theo hướng Nam Bắc có dấu hiệu nghi vấn nên ra tín hiệu dừng để kiểm tra.